Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe bán tải nhập khẩu từ Thái Lan quý bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Ford Ranger XLS, chiếc xe được sản xuất cuối năm 2016, nhập khẩu về Việt Nam là năm 2017 và đăng ký năm 2017. Chiếc xe này đã lăn bánh được 11 vạn km rồi quý bạn nhé. Và chiếc xe này thì chủ xe cũng đã lắp thêm là khá nhiều đồ rồi đấy ạ. Ví dụ như là camera lùi, cảm biến lùi, màn hình Android. Đấy, và rất là nhiều các đồ khác nữa thì lát nữa tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn. Với chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 555 triệu đồng quý vị và bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Như vậy là quý vị các bạn chỉ việc trả trước là 30% giá trị của xe. Số tiền còn lại là 7% thì quý vị và các bạn có thể trả góp trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi. Thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Ranger XLS 2017 này thì hãy liên hệ ngay theo số điện thoại của chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Ford Ranger XLS 2017 số tự động này. Mời quý vị và các bạn. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Ford Ranger XLS 2017 nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan này quý vị và bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần ngoại thất của chiếc xe này, xem mà là sau 5 năm sử dụng thì chiếc xe này nó còn đẹp như thế nào, mới như nào, có bị đâm đụng va chạm gì hay không, thì mời quý vị và các bạn cùng theo máy của tôi quý vị và bạn nhé. Nhìn về cái phần bên ngoài thì quý vị và các bạn thấy được luôn đấy ạ. Chủ xe cũng đã lắp thêm một số đồ rồi, nhất là ở cái phía đằng sau này quý bạn nhé. Đấy, phía đằng sau này thì quý bạn thấy là chủ xe đã lắp thêm nắp thùng cao này. Đấy, nắp thùng cao, và phía đằng sau nữa thì là quý bạn xem là chủ xe đã lắp thêm màn hình Android đi kèm với camera lùi quý bạn nhé. Có camera lùi, cảm biến lùi rồi. Đấy, và rất là đẹp. Cũng chia sẻ với quý vị và các bạn, chiếc xe này chúng tôi cũng vừa mua về được trong buổi chiều ngày hôm qua, thì sáng nay là tôi đem ra đây tôi quay luôn cho quý vị bạn nhé. Tôi còn chưa kịp rửa cơ quý bạn ạ. Đấy, chưa kịp rửa, chưa lau lốp, chưa làm một cái gì cả, cho nên là nhìn cái phần đầu này thì quý bạn thấy đấy, nó hơi bẩn một chút, chắc là phải mấy ngày hôm nay rồi chưa có rửa ráy gì cả, cho nên là nó cũng hơi bẩn, bên ngoài bẩn thôi quý bạn nhé. Nhưng mà cơ bản là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì nặng đâu, chỉ gọi là xước sát nhẹ xong rồi sơn thôi nhá. Những cái việc sơn thì là chạy ở Hà Nội này thì không thể tránh khỏi được cái việc xước sát xong sơn quý bạn nhá. Đấy, rất là đẹp này. Nhìn về cái phần đầu thì quý bạn thấy đấy ạ, đều còn nguyên bản hết luôn này, nước sơn nguyên bản theo xe cũng còn rất là nhiều đây quý bạn nhá. Nhìn một cái góc nghiêng để ở dưới trời nắng như thế này nhìn thì rất là rõ chỗ nào sơn rồi, chỗ nào chưa sơn là nhìn rất là rõ đây quý bạn nhá. Đấy, ví dụ như cái phần ba đời sốc trước này là sơn rồi này, cabo chưa sơn này, tai chưa sơn còn nguyên đây các bạn nhé, cánh cửa chưa sơn này. Đấy, nền rất là căng, rất là phẳng, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, nhìn về cái phần đầu thì các bạn thấy được là nó còn nguyên đấy ạ. Cái phần đèn, đây là cái cụm đèn pha còn mới tinh. Đấy, chỉ có bẩn nhá, bẩn này là do chúng tôi chưa rửa này, rửa đi cái là hết luôn các bạn thấy này này. Đấy, đây là cái vết bẩn thôi nhá. Chưa có bị xước sát tí nào ở cái đèn này các bạn ạ. Và còn rất là mới này, kể cả cái cụm đèn gầm bên dưới cũng còn rất là mới, rất là đẹp quý vị và bạn ạ. Đấy. Và cái xe này là cái phiên bản 2.2 số tự động máy dầu quý bạn nhé. 2.2 đây này, số tự động máy dầu, xi nhan tai. Đấy. Rất là đẹp luôn quý vị và bạn ạ. Kể cả cái đằng sau này, nước sơn của nó cũng còn nguyên này, rất là nhiều này. Chỉ có sơn một chút ít ở cái đằng sau này thôi. Hoặc là cái nắp thùng thì đương nhiên là cái nắp thùng này là phải sơn rồi. Cụm đèn hậu này cũng còn rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đây là cái cụm đèn hậu này.
chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả quý bạn nhé. Cụm đèn hậu cũng còn nguyên này. Đó. Nhìn về cái phía sau đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Từ cái la răng cũng chưa có xước sát tí nào, bậc cửa cũng chưa có xước sát tí nào luôn quý bạn ạ. Đấy, rất là nhiều xe bán tải về là hay cái bậc cửa này hay xước sát nhá. Nhưng chiếc xe này thì từ la răng đến bậc cửa này còn đều rất là đẹp này. La răng chưa có một cái vết xước nào cả quý bạn ạ. Đấy, la răng chưa cái la răng nào bị xước quý bạn nhé. Còn nguyên bản hết đấy ạ. Đấy, bậc cửa cũng chưa có xước luôn, bậc cửa chỉ có bẩn thôi. Đấy. Và tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị bạn xem về cái phần gầm quý bạn nhá. Đây, những cái phần gầm đều rất là mới quý bạn ạ. Với những chiếc xe bán tải mà chạy ở Hà Nội thì quý vị và các bạn yên tâm tuyệt đối là cái phần gầm này không có bị gì, không có bị xước sát gì cả, vì cái xe bán tải rất là cao, chạy ở Hà Nội thì yên tâm luôn ạ. Và những chiếc xe mà bán tải mà lại hay chạy ở vùng đồi núi, đèo hay là những cái đường xấu hoặc là những cái vùng biển ấy thì là cái gầm nó rất là xấu nhá. Vùng biển thì hay han gì, còn vùng đồi núi thì hay là xước sát gầm, móp méo đủ các kiểu. Những chiếc xe mà chạy ở vùng đồi núi và vùng biển thì rất là hại gầm. Còn với những chiếc xe mà chạy ở Hà Nội thì quý vị bạn thấy đấy, gầm nó rất là đẹp. Đấy, gầm còn mới tinh luôn quý bạn nhá. Đấy, mặc dù chiếc xe này chúng tôi lấy về còn chưa có dọn rửa gì cả đây quý bạn xem này. Chưa có dọn rửa gì mà cái gầm đẹp như này đấy. Đấy. Phải nói là rất tuyệt vời, một chiếc xe Ford Ranger XLS 2017 quý vị và bạn nhé. Đấy, tuy bên ngoài nó hơi bẩn chút thì không sao, cái bên ngoài này chỉ có rửa khoảng 50.000 đồng thôi thì là cái xe nó rất là sạch. Nhưng mà sáng nay đông người rửa quá nên tôi không kịp rửa mà tôi đem ra tôi quay luôn. Đấy, nhưng mà không sao, tôi thì tính tôi thì có sao là tôi sẽ giới thiệu như vậy thôi ạ. Đấy, rất là đẹp quý bạn nhé. Về cái phần ngoại thất thì rất là ok rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất cũng như là phần keo chỉ bên trong của chiếc xe quý vị bạn nhé. Trước tiên thì tôi sẽ mở cái cánh cửa bên lái ra cho quý vị bạn cùng xem này. Cánh cửa bên lái thì những cái phần keo chỉ này quý vị bạn này. Đó. Toàn bộ những cái phần keo chỉ này là còn nguyên bản hết này quý vị bạn nhé. Chưa có mất một phân keo chỉ nào cả này. Tất cả là còn nguyên bản này. Đấy. Keo chỉ nguyên bản này. Ốc bản lề cánh cửa cũng còn nguyên luôn đây quý bạn này. Và nhìn vào đây thì quý vị và các bạn thấy được luôn cái ông chủ xe này rất cẩn thận. Còn buộc cả những cái phần da này vào cái tay phanh, à, chân phanh này, chân phanh, chân ga, naga này. Còn đệm một cái lớp da để chống, thứ nhất là để chống mòn của cái này, tránh mòn, và thứ hai nữa để nó chống trơn. Thực ra chống trơn thì không chống được mấy vì là cái này người ta thiết kế bằng cao su nó đã chống trơn rồi, nhưng mà đây ông chủ lại buộc thêm cả cái da này vào, lấy lót da để chống mòn của cái chân phanh đấy. Và phía bên dưới thì đã được trải sàn da đây quý bạn nhé, trải sàn da này. Phía bên trên thì lại được bọc ni lông trần, cho nên cái trần này bây giờ bóc ra là cái trần này mới tinh, bọc từ lúc mới mua xe đấy quý bạn nhé. Đấy, rất là cẩn thận, ông chủ này rất là cẩn thận quý bạn ạ. Đấy, ghế da, nội thất ghế da rất là đẹp đây quý bạn này. Ốc bản lề cánh cửa phía sau này đều rất đẹp luôn quý bạn nhé. Đấy, chưa có một cái vết tháo nào cả. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị bạn cùng xem, cũng giống như vậy này. Keo chỉ đây quý vị bạn này. Đấy, keo chỉ này còn nguyên bản này, chưa có một cái vết bấm luôn ấy, chứ chưa có nói gì đến cái việc xước sát hay là mất keo này. Đấy, keo chỉ đều rất là đẹp này. Ốc bản lề cũng còn rất đẹp luôn quý vị bạn nhé, chưa có vết tháo này. Đấy, và táp bi cũng rất mới, chưa có xước sát gì cả này. Nội thất ghế da đằng sau đều rất mới luôn. Đấy, quý vị bạn thấy đằng sau này rất là mới này. Trần thì bọc ni lông rồi, bóc ni lông này ra là mới tinh luôn. Đấy, bên dưới thì đã trải sàn da này. Đấy, bên dưới đã có trải sàn da này. Đấy, quý bạn thấy chủ xe rất là cẩn thận. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần option bên trong của chiếc xe quý bạn nhé. Tôi cứ mở cái khóa lên đã. Đấy, nổ máy lên. Tôi nổ máy lên rồi để cho quý vị và các bạn cùng xem. Đấy, đây là cái đồng hồ công tơ mét của chiếc xe đây quý bạn này. Đồng hồ công tơ mét này là chiếc xe đã lăn bánh được đúng 11 vạn km rồi quý bạn ạ. Đấy, 11 vạn km rồi. Đấy, và vô lăng thì rất là đẹp đây quý bạn xem này. Vô lăng này cũng rất là mới nhá, vì chủ xe bọc
cái ốp vô lăng này này, bọc rồi cho nên là rất mới này các bạn này, vô lăng mới tinh luôn. Và vô lăng đã được tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này, cruise control kiểm soát hành trình hay còn gọi là ga tự động đấy các bạn nhé. Đấy, vô lăng rất là đẹp này, cần số này, tay phanh đều rất là đẹp vì chiếc xe này lăn bánh được đúng 11 vạn km thôi các bạn ạ. Và chủ xe rất là cẩn thận đây các bạn này, đã lắp thêm cả những cái thảm táp lô, thảm táp lô tức là bảo vệ chống nóng này. Đấy, cho nên bây giờ bỏ ra là như mới này. Những cái bóng bóng này là ở cái kính ở trên xe, kính bẩn trên xe nó hấp xuống nha, chứ bây giờ bỏ ra rất là mới đây các bạn này. Đấy, táp lô này mới tinh luôn các bạn ạ. Đấy, táp lô thì mới tinh. Táp lô mới tinh. Và chủ xe đã lắp thêm cái màn hình Android này, cảm biến lùi này, camera lùi tích hợp ở trên cái màn hình này rồi các bạn nhé. Đầu nguyên bản của xe đây, và có cả màn hình Android này. Đấy, rất là đẹp và rất là đầy đủ rồi quý vị bạn nhé. Riêng về những cái phần nhựa đây quý bạn này, nhựa rất là mới này. Trần thì bọc cái ni lông này rồi cho nên cái trần cũng rất là mới luôn. Nếu bóc cái ni lông này ra thì không khác gì cái xe mới quý vị bạn ạ, vì là chủ xe bọc ni lông ngay từ lúc mua xe. Để cho những cái phần nhựa này, phần nỉ trần này đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Tất cả những cái phần nhựa đều rất là mới, phải nói là chủ xe này đi rất là giữ gìn đấy quý bạn ạ, rất là cẩn thận, rất là giữ gìn. Bọc hết cả những cái chân phanh, chân ga, tay nắm cửa này, cho đến táp lô này. Đấy, rất là đẹp. Cho nên là quý vị và các bạn nào mà sở hữu chiếc xe này về thì cứ yên tâm, cứ yên tâm đổ dầu và chạy thôi ạ. Động cơ cũng bảo dưỡng lúc nào cũng giữ gìn rất là sạch quý vị các bạn nhé. Phải nói là chủ xe này rất là cẩn thận đấy ạ. Và tiếp ngay sau đây thì tôi sẽ mở cái nắp cốp sau này ra cho quý vị và các bạn cùng xem về cái phần nắp cốp sau quý vị các bạn nhé. Đấy, cốp sau này thì chủ xe cũng đã lắp thêm cái nắp thùng cao. Đấy, nắp thùng cao rất là tiện, nó có cả nắp trên này để mở, để bỏ đồ, hoặc là chúng ta có thể mở hết cái nắp nguyên bản của xe này xuống. Đấy, chủ xe cũng không hay chở đồ gì nhiều và đồ nặng, cho nên là cái thùng sau đều rất là đẹp này, rất là mới đây quý bạn nhé. Chưa có bị xước sát ở những cái lót cốp sau này quý bạn ạ. Đấy, cho nên rất là đẹp đây quý bạn này. Đấy, quý vị các bạn có thể yên tâm tuyệt đối về chiếc xe này nhé. Toàn bộ những cái phần ốc bên trong này cũng còn nguyên bản này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Đấy, tất cả là còn nguyên bản hết này, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Chưa có xước sát gì ở cái thùng sau này cả đâu. Đấy, chủ xe này cũng không hay chở đồ cho nên là nó mới được đẹp như vậy đấy quý vị bạn nhé. Đấy. Và tiếp sau đây thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Cũng giống như những cánh cửa kia thôi quý bạn ạ, keo chỉ là còn nguyên này. Chắc chắn với quý vị và các bạn một điều này là keo chỉ còn nguyên hết này. Đấy, tôi cam kết là không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả này. Keo chỉ cánh cửa còn nguyên, ốc bản lề cánh cửa cũng còn nguyên luôn này. Đấy, ốc bản lề còn nguyên hết này. Táp bi cánh cửa thì rất là mới đây. Đấy, nội thất này, nội thất phía sau này thì lại càng mới vì đằng sau này ít người ngồi đến này. Đấy, nội thất phía sau rất là mới luôn đấy. Những cái phần da này là phần bọc thêm thôi quý bạn nhé. Nguyên bản là ghế nỉ, nhưng mà bọc thêm đây là chủ xe bọc ngay từ lúc mới mua xe cơ, chứ không phải là bây giờ chúng tôi mới bọc. Chúng tôi mới bọc thì là nhìn nó mới tinh luôn, biết ngay. Còn cái này là chủ xe bọc từ trước rồi. Đấy, trần thì là đã có bọc ni lông cho nên là quý vị và các bạn yên tâm, bây giờ là bóc cái ni lông này ra thì là trần này nó mới lắm đẹp. Và sau đây thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Đấy, cánh cửa phía trước bên phụ này cũng giống như vậy này, keo chỉ là còn nguyên quý vị bạn nhé. Keo chỉ cánh cửa còn nguyên này. Đấy, cam kết với quý vị và các bạn là còn nguyên bản hết này. Ốc bản lề này còn nguyên luôn, mặc dù chúng tôi chưa có dọn rửa gì cả, nhưng mà nhìn thấy được luôn là quý vị và bạn thấy nó rất là đều và đẹp. Nhìn vào đây thôi thì ta cũng biết được là chủ xe rất là cẩn thận quý vị bạn nhé. Cả cái tấm này chủ xe cũng đã dán ni lông này để chống cái người ngồi đây đá chân vào, để chống xước ở cái tấm này đây quý vị bạn nhé. Đấy, rồi thì phủ táp lô này, phủ táp lô để chống nóng này, chống xước này. Đấy, thế là quý vị bạn thấy được là chủ xe rất là cẩn thận này. Bên trên thì là bọc ni lông chống bẩn của cái trần
Đó, cho nên là chiếc xe này rất là đẹp luôn các bạn nhé. Chủ xe cũng rất là giữ gìn cho nên là chiếc xe này rất là đẹp. Đấy, toàn bộ về những cái phần nội thất ghế da này còn nguyên bản và rất là đẹp đây các bạn nhé. Cần số này, vô lăng, tay phanh các thứ đều rất là mới đây các bạn nhé. Tablo này đều rất là đẹp. Một chiếc xe được sản xuất cuối năm 2016, đăng ký tên tư nhân và đã lăn bánh là từ năm 2017 quý vị bạn nhé. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn. Chủ xe rất là cẩn thận này, toàn bộ về những cái phần tay nắm cửa này cũng đều được bọc kín chống xước. Đấy, bọc kín chống xước hết cả bốn phần tay nắm cửa quý vị bạn ạ. Tất cả những cái tay nắm cửa này đều được bọc chống xước hết rồi quý vị bạn nhé. Đến những cái chân ga mà chủ xe còn bọc như thế này đây, chân phanh, chân ga còn bọc thì quý bạn thấy được là chủ xe cẩn thận như thế nào rồi. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe quý bạn nhé. Xem nào là động cơ của chiếc xe. Sau 5 năm sử dụng và lăn bánh được 11 vạn km này thì cái động cơ này nó như thế nào, thì mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ này. Đó. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần ốc cabo này. Đây là cái phần ốc cabo đây quý bạn nhé, còn nguyên bản này. Keo chỉ cabo cũng còn nguyên bản hết luôn này. Đó. Toàn bộ những cái phần keo chỉ này là còn nguyên hết đây quý bạn nhé. Đó. Chưa có mất một phân keo chỉ nào cả này. Ốc cabo này còn nguyên này. Keo chỉ cabo còn nguyên này. Tấm chống nóng cách nhiệt của cái cabo này cũng còn rất là mới đây quý vị và bạn nhé. Chủ xe cũng rất là giữ gìn, bảo hành, bảo dưỡng đầy đủ. Cái động cơ này là chủ xe cũng bảo hành, bảo dưỡng đầy đủ cho nên là nó mới đẹp như này đây nha, quý bạn nhé. Đấy. Về cái phần động cơ thì rất là đẹp đây quý bạn ạ. Ford cũng đã trang bị cho phiên bản XLS 2017 này là một cái khối động cơ diesel, tức là máy dầu đây ạ. 2.2 lít. Đấy, và còn nguyên bản đây quý bạn nhé. Tất cả những con ốc này quý bạn xem này. Từ những con ốc này cho đến ốc mặt máy này còn nguyên bản hết này. Đấy. Đấy, điều này chứng tỏ là động cơ này là chưa có bị va chạm, chưa có bị ngập nước, chưa có bị lỗi bất cứ một cái gì cả, cho nên là nó còn nguyên bản và còn đẹp, còn mới như này đây ạ. Đấy, một cái động cơ sau 5 năm sử dụng mà còn mới như này đây quý bạn nhé. Phải nói là chủ xe đi rất là giữ gìn, cẩn thận cho nên là cái động cơ này nó mới còn nguyên bản. Tất cả từ những cái ốc tai. Đấy, quý vị bạn thấy tất cả những cái ốc ở trong cái khoang động cơ này là nó còn nguyên bản hết này. Chúng tôi cam kết là nguyên bản. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị va chạm gì cả. Đấy, chưa bị va chạm, chưa bị ngập nước, chưa bị lỗi gì cả. Cho nên là cái động cơ này nó mới còn mới như này đấy ạ. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Tôi quay rất chi tiết cho quý vị bạn đấy ạ. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã quay chi tiết cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất, cũng như là về cái phần nội thất và phần động cơ của chiếc xe Ford Ranger XLS số tự động một cầu 2017 đấy ạ. Với chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 555 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Ranger XLS 2017 số tự động một cầu này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Ford Ranger XLS 2017 số tự động một cầu biển Hà Nội này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những chiếc xe mới nhất, những video mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Mm-hmm.